Hello, xin chào các bạn đã đến với clip tiếp theo của Khương Tròn. Ở clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn là nút thắt số 4 được sử dụng trong ngành cứu hộ cứu nạn. Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức trong cuộc sống. Để thực hiện được cái nút thắt này thì các bạn phải thực hiện các thao tác như sau. Đấy, các bạn lòng qua cái đòn này, sau đó các bạn luồn lên. Đó. Và các bạn vắt sang và các bạn lại đặt lên cái đòn này và các bạn luồn xuống dưới và các bạn xỏ qua. Đó. Sau khi các bạn đã tạo nút thắt xong thì các bạn cần khóa lại. Đây là nút khóa. Đó. Cực kỳ chắc chắn. Ok. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ cái clip này hay thì hãy chia sẻ để cho các bạn khác cùng xem. Và đừng quên đăng ký bật chuông để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.